hành trình mà tôi sẽ không bao giờ quên. Xin chào Tông Bay. How would you prepare yourself for a journey? This is not just an ordinary journey. Team과 하나가 되기 위해서 Pupunta ako. Ito ang aking paglalakbay. In 2019, AJ is coming to Jordan. هذه هي رحلتنا. رحلة إلى الغرب. رحلة إلى الأردن.